xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay đồng chí sẽ vào dây chỉnh sửa cái cây mai chú thủy các bạn. Cái mai chú thủy bonsai các bạn. Cái này đã được nuôi cho thả bộ tay cành rất là lâu rồi. Hôm nay thì mình chỉnh sửa mình làm lại. Bạn cùng theo dõi của mình nhé. Mình đã quấn dây được một bên nữa các bạn. Đối với một cái tay cành như thế này nè, để mình tiến gần máy lại cho các bạn xem một xíu để mình giới thiệu sơ qua. Đối với cái phần tay cành như thế này nè các bạn, phần tay cành như thế này nè, thì ở trên mình quan sát trên cái tay cành này nè, có nhiều cái những cái râm này nè, nó cũng đã hơi to rồi. Nó hơi to thì mình bắt buộc mình muốn đi dây để mình vặn những cái cành to này á, thì mình phải đi những cái cọng dây nó to. Nhưng mà các bạn á, nếu như mà mình quan sát trên cái cành tay này nè, nó có rất là nhiều những cái bộ ganh chia nhỏ ở trên cái tay này, mà nó cũng tỷ lệ nó cũng lớn so với một cái cành chủ, thì mình á, là mình ưu tiên đi dây to. Nhưng mà mình đừng có đi một cái cọng dây thiệt là to, mà mình đi nhiều cái cọng dây nó tầm hơi chung chung, mình đi nhiều quận, thì khi mình vặn á, nó sẽ dễ hơn. Và mình đi nhiều con dây nhỏ là mình chia ra các cành, mình chia đều ra các cành á, thì mình khi mình vặn á, thì rất là dễ hơn. Đó là cái cách để mình tính toán dây để mình vào một cái cành các bạn. Thì sáng nay thì các bạn mình vừa làm, các bạn vừa theo dõi thì sẽ nắm rõ được cái này thôi. Mình nói tiếp thì các bạn sẽ khó hiểu hơn phần nhìn thực tế. Mình quấn dây thì lúc nào mình cũng đi từ cái cành chủ trước nha các bạn. Cái cành chủ là cái cành này nè, là từ thân cây mẹ nó đi thẳng dài ra và đi dài tới chót. Chót đó là cái cành chủ. Lúc nào thì mình cũng đi cành chủ trước. Và đặc biệt thì các bạn quấn dây thì bạn nhớ quấn chiều thuận nha các bạn. Chiều thuận căn bản nhất là cái chiều kim đồng hồ các bạn. Cái chiều thuận của cái cây mình đi á, là thuận theo chiều. Thuận theo chiều kim đồng hồ đi cho nó dễ, các bạn dễ hiểu. Khi mình làm cây mai chú thủy thì các bạn nhớ nên tuốt hết những cây lá nha các bạn, làm nó dễ. Đặc biệt thì cái mai chú thủy thì mình tuốt lá thì cây nó rất là nhanh phát triển và nó ra lá mới là rất là đẹp. Và khi mà ra lá mới lại thì cái cây mình nhìn rất là đẹp và cái nó sẽ ra hoa. Mai chú thủy thì khi ra chùa nọt đọc non thì nó sẽ ra hoa nhiều lắm các bạn. Nói đến mai chú thủy thì mình xuyên tuốt lá thì cái cây của mình nó nhanh tày tay cạnh hơn và nó đẹp hơn.
Thì cứ tương tự như vậy thì các bạn cứ cứ quấn hết tất cả các cành của cái cây nha các bạn. Rồi sau đó thì mình nó canh chỉnh sao.